Sắm câu châu lễ quan hoàng người. Người ta ngược xuôi nam bắc đi về bốn phương, ai cũng vô gia đền ông sớm tối đèn hương. Ông ban cho thanh mai này dầu ngân sáng tiếng, nức danh ba miền cửa nhà ra sự bình yên. Chầm hương bay
hát thơm trong đền. Hương lòng chân quý con nguyện dâng lên để ngợi tâu thánh tôn hoàng nghiêm. Đàn tràng hôm nay con nguyện xin thánh tôn đưa về, tỏ lòng chân kính cúi xin hoàng về độ cho các ghế giàu sang bình an, phúc văn ta để tín dâng xanh thắm. Nắng sớm long lanh núi hồng soi bóng sông Lam, tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng sốn sang, nghe danh thơm quan hoàng người vang, con xin cúi đầu cho phước lớn, ban đất buôn mày xuôi ngược neo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay từng ngày. Cầu gian nan khó nhọc đường mang, ai có tâm ơn hoàng ban lương bóng hoàng được bình an. Từ Nghệ An quan hoàng giáng lâm nơi này, đường xa thăm thầm đâu có ngại gió sương đêm này. Đêm đây đông sáng bóng quan hoàng ngất ngây, sau trước gần xa xem an hiếu xuyên hoàng thượng. Ông ban cho thanh đồng mai này dầu ngân sáng tiếng, tháng năm an lành tâm thành phúc của vận lai. Như ông giáng đồng đẹp như quá đi rồi, hát ta từng từng buồn.
đền thiêng cảnh đẹp hoa tươi, mây trời cũng ngừng trôi đón quan hoàng về. Hoàng mười thương cho chứ hoàng
hoàng thượng cho ghế ông xưa kia đã gian nan vất vả mà quá nhiều gian nan vất vả mà quá nhiều từ nay hoàng sẽ cho trở lại không kém ai ở trên đời chứ không kém ai ở trên còn cây hoàng thương cho tình lặng nghĩa lại dày xa xôi từ trong xứ nghệ ông cũng ra đây ngữ đồng ông cũng ra đây ngữ đồng con người ta người ta thích ngọc mà thích nhờ vàng ghế hoàng thích được nhiều công đức hoàng cho vẻ vang đời đời cứ cho vẻ vang đời đời hoàng mười vân du bốn bề khắp chân trời vân du bốn bề khắp chân trời không đâu khang trang và lịch sử bằng bạn đến đây hôm nay ông ngự đồng chứ bạn đến đây hôm nay ông ngự đồng xanh xanh tòa đá mà phù rêu ghế hoàng là người có tâm là người có đức thì mới được theo quan hoàng mười chứ mới được theo quan hoàng mười chứ này ai ơi này ai ơi ăn ở sao cho lành ai ơi ăn ở sao cho lành kiếp này mà tu không đặc hoặc mười để dành đến kiếp sau ấy nào ông trời có phù một ai đâu chứ nào ông trời thì có phù một ai đâu tu nhân rồi tích đức thì muôn đời sau được vững vàng chứ muôn đời sau được lệnh sai thập nhị mười hai cô tiên nàng quần ni là áo lượt khăn nhiều đầu mà bắt vai đầu lượng thảm chân dần đối vững hài cô cả dâng ông điếu ngự có cô nàng đôi đi theo chút rượu hầu ông dân đoà huế hồng tiếng cô nàng bày dân đoà huế hồng còn cô nàng tám thò ra cửa dòng nước quan hoàng tiếng cô nàng chỉ sắc nước mà hương trời tiếng yêu cô chín thổi sao cứ đầy với lòng hoàng một nỗi tiếng lòng hoàng lâng lâng
còn đôi cô chứ còn đôi cô múa lượng bài bóng mười hai các cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng. À, sáng mây vàng trên thượng thiên sẽ áng mây vàng có còn mây xích rước hòa về chân.